Không để mọi người chờ lâu, phần 14 của mọi người đây ạ. Mớ trùng chỉ này mọi người biết là thức ăn của con gì không? Chắc mọi người nghĩ là cho cá ăn đúng không? Nhưng mà không phải. Mình cho mấy con nồng nọc ếch Batman của mình nó ăn á. Mấy con ở trong đây thì còn nhỏ thì mình nuôi chung, nhưng mà khi lớn lên rồi á, mình phải nuôi riêng ra như thế này nè mọi người. Để anh chị biết không mọi người? Tại vì á, mấy con nồng nọc lớn này nè, là nó cơ bản là nó dành ăn dữ lắm. Nuôi một lượt mà nó lớn hơn mấy con kia là mọi người biết rồi đó. Sau 2 ngày mình bắt ra nuôi riêng á, thì mấy con nồng nọc này nó mọc chân luôn nè mọi người. Mà mình thắc mắc một cái á, cái chân với lại cái tai của nó mọc lẹ lắm mọi người. Nếu mà nó mọc tai một chân á, thì cũng có quá trình từ nhỏ tới lớn đúng không? Mà này qua một đêm hai đêm là thấy nó bự dần dần rồi. Cái lý do là như thế này nè mọi người. Đó mọi người để ý đi, cái tai nó có sẵn trong người nó nè. Hèn gì khi mà chóc cái lớp da đó ra mới có tay chân nhanh như vậy, chứ mình canh hổm dài luôn á.